thân mến, cô Hải Yến của Trung tâm Mỹ thuật Art Thailand sẽ chia sẻ cho các bạn có mong muốn là muốn đi vẽ theo hướng chuyên nghiệp và có nghiên cứu chuyên sâu. Thì với những bài trước thì cô Hải Yến đã nốt với các bạn đó là việc đầu tiên của việc vẽ chuyên nghiệp thì các bạn cần phải nghiên cứu từ khối. Trong khối thì các bạn chú ý nhé, chúng ta có những dạng khối như sau: khối cầu này, thứ hai là khối lập phương này. Và khi mà vẽ cái khối lập phương này này thì các bạn cần phải chú ý đến cái độ hút của nó. Và độ hút là như thế nào, hay là những cái lưu ý gì khi vẽ khối lập phương cũng như là các khối khác, thì các bạn chú ý cho cô là đã có những video mà cô quay rất kỹ và đã hướng dẫn rất cẩn thận, các bạn hãy xem ở những video trước nhé. Và đây cô chỉ nốt ra những cái dạng khối để cho bạn nào mà vừa mới vào xem ấy thì cũng có thể là tưởng tượng ra được dễ dàng hơn. Đây là khối cầu, khối lập phương, khối chóp phát, đây là khối chóp tròn và đây là khối trụ. Và còn rất là nhiều những dạng khối nữa. Nhưng với những hôm trước thì cô Hải Yến đã hướng dẫn là từ những cái khối này để vẽ ra được người rồi, từ những khối này để vẽ ra được nhà cửa rồi. Vậy thì hôm nay chắc là cô Hải Yến sẽ chia sẻ thêm với các bạn cái phương pháp là từ khối này thì chúng ta sẽ vẽ ra được những cái như là con vật chẳng hạn. Vậy thì chúng ta cùng quan sát nhé. Thực ra buổi trước thì cô Hải Yến đã nói sơ qua về phần này, nhưng mà hình hơi nhỏ. Hôm nay cô Hải Yến sẽ ưu tiên là sẽ làm hình to hơn để cho các bạn cùng quan tâm. Con vật thì chúng ta lại để chia ra cho cô, đó là con vật không chân. Nào, con vật không chân thì có những con vật gì nhỉ? Thứ nhất là con xấu ơi là xấu, hơi ghê ghê, đó là con giun. Thứ hai là con gì không chân nữa nhỉ? Có bạn nào biết không? Con không chân nữa. Người ta cứ nói là có bạn nhầm rằng là con rồng cũng là con không chân cô ạ. Nhưng mà ôi nhầm rồi, con rồng có chân đó. Đúng không? Con giun này, các loại con sâu, loại sâu không chân. Đúng nhỉ? Rồi khá nhiều con nữa, các bạn sẽ tự suy nghĩ thêm cho cô đi. Và có con vật ở trên cạn và con vật dưới nước. Thế thì con vật ở trên cạn là con giun, con sâu, con vật ở dưới nước. Cá không có chân này, đúng không nhỉ? Cá không có chân. Rồi, tiếp tục là con vật hai chân. Hai chân thì phải kể đến các loại gia cầm. Các loại gia cầm. Trong đấy có vẹt, công, gà, rồi các loại chim chóc các thứ khác, đều vịt viết các thứ, đúng không? Đều là thuộc bộ gia cầm cả. Rồi con vật bốn chân. Nào, con vật bốn chân. Con vật bốn chân thì lại chia ra làm bộ một móng, bộ hai móng, đúng không? Rồi bộ ba, bốn, năm móng, đúng chưa nhỉ? Thế thì bộ một móng thì sẽ là có con ngựa là bộ một móng này. Các bạn sẽ tìm thêm cho cô xem là còn con nào có bộ một móng nữa không nhá. Một móng nghĩa là nó chỉ có một cái móng chân ở phía dưới thôi. Nào, bộ hai móng. Hai móng sẽ là con gì? Con gì mà rất là quen thuộc nhỉ? Con lợn, đúng không? Con gì nữa? Con trâu, nhiều lắm luôn. Bộ bốn chân. Nào, bộ bốn chân thì lại tiếp tục là có cái bộ nhiều móng. Nhiều móng, ôi giời ơi, nhiều vô cùng luôn. Mèo, chó, đúng không? Đều là bộ nhiều móng hết. Rồi, ok. Vậy thì các bạn tự liệt kê ra thêm nhá. Vậy thì chúng ta sẽ đi cùng với nhau từ bộ không chân. Nào, không chân. Nhìn sơ sơ mà lâu lâu mà sơ sơ vui vui thì bộ không chân nó không khác gì một cái hình lập, hình khối như này bị kéo dài ra, đúng không? Nhưng nếu như mà người thợ mà gọt thêm tiếp cái chỗ này đi, gọt tiếp chỗ này đi thì nó chính là khối gì đây? Nó chính là khối gì? Nó chính là một cái khối trụ làm ngang mà thôi. Và bây giờ nếu mà thêm những cái nhăn vào thì đúng là đây là con giun bị đơ rồi, bị thẳng đuột rồi. Còn bình thường thì nó cũng có thể là con giun bò ngoằn ngoèo như thế này, đúng không? Ê, nhìn thật là sợ. Nhưng mà không có giun thì đất cũng không có tơi xốp, không có tốt được cho cây cối đâu, đúng không ạ? Vậy thì đây là những cái biến thể từ hình khối bình thường sang hình trụ, sang một cái hình con giun.
Vậy thì từ giun sang sâu nó cũng tương tự nhau, nhưng nó chỉ khác là con sâu thì có những con sâu nhìn thấy cái mắt nó to to thù lù như thế này, trời ơi nhìn sợ lắm, thôi cô không vẽ sâu nữa đâu nhá, sợ nhất là con sâu đấy, ghê quá. Nào vậy thì bộ không chân còn có một con cá nữa, cá thì có rất nhiều loại cá phải không các bạn? Cô Hải Yến sẽ vẽ cá từ hình cầu trước nhá. Nào ok, cá từ hình cầu có cái thân, à thêm một cái nửa hình cầu nữa, à và cái vây của nó thì cô Yến thích lượn lờ một chút đi, được chưa? Vậy là chúng ta đang có cái phần hình cứng và thêm cái lượn lờ, và phần này cũng đi lên cũng lượn lờ một chút đi, và cái phần này đưa ra ôi lại thêm nét lượn lờ vào một chút đi, đúng không ạ? Và tạo ra rồi cái mắt của con cá. Hôm nay cô Yến có cảm hứng với những con cá mắt to đó, vậy là đã có con cá rồi đúng nhở? Cá bên này mắt cũng to ra nữa đi, và miệng của nó chúng cha chúng chím đang mút một con sâu vào bụng. Ô vậy là cái vây ở bên này của nó nữa đi, cái mang cá trời ơi đáng yêu quá, thêm một chút vẩy, thêm một chút vẩy. Vậy thì càng ở gần đoạn này thì càng bé, đúng không ạ? Nhìn trông cho nó 3D một chút. Nào, ok, nếu như mà như vậy thì khi mà cô Yến đánh bóng thì sẽ điều gì? Bên này sẽ là đậm này, đúng không ạ? Trung gian này, và sáng hơn. Và đây chính là con ngươi của nó này. Cô Yến sẽ làm đậm hơn tất cả cho nó nổi bật lên. Các bạn chú ý nhá, một chút cái khối ở phía đằng xa, cái miệng tối tối vào, và nếu như ánh sáng hắt từ đây vào thì cả cái phía bên này tối đi một chút, tối này, phía dưới bụng có tối không ạ? Tối chứ, ở đây sẽ là gì? Trung gian, ở đây sẽ là trung gian, đúng ạ, và ở đây sẽ là tối hơn một chút nữa để cho con cá được nổi bật hơn. Và các bạn ơi, khi mà các bạn vẽ đen trắng như thế này thì khi mà lên màu ấy, nó cũng cần phải đảm bảo được những cái yếu tố mà chúng ta vừa mới vẽ ra nhé. Nghĩa là cũng phải chỗ nào tối thì cũng phải đưa màu tối vào, chỗ nào sáng thì cũng phải đưa màu sáng vào, đúng không ạ? Cô Yến đang sử dụng một cái chì HB thôi chứ không có đậm B để vẽ đâu ạ. Và cái phần mai thêm một chút đánh vào cái phần này để cho nó có cái khối ôm vào cái phần mặt đó, một chút vào cái phần vây. Vây thì thường chúng ta cũng không làm đậm quá lắm cái gì, bởi vì vây thì thường trong suốt nó sẽ bị ảnh hưởng màu của môi trường sống của con cá, nhưng cái chỗ thắt này thì mình sẽ đi nét đậm hơn một chút nha, tạo ra cái vây. À rồi, các bạn đã hiểu đúng là nó tuân theo cái vẽ khối cầu mà cô Yến đã từng mới đã hướng dẫn không ạ? Đúng không ạ? Đó, thì các bạn chú ý này. Thêm một cái nữa, nếu mà con cá của cô từ khối lập phương thì sao? Thì cũng đơn giản thôi, đúng không nhỉ? Cứ có cái lối khối lập phương rồi đã, khối hộp rồi đã, được chưa ạ? Sau đó thì đặt vào, đúng không nhỉ? Và tiếp tục một cái khối lập phương để tạo ra cái phần đuôi, và thêm một cái khối lập phương nữa để tạo ra phần mắt. Và cô Hải Yến lại thấy rằng là mắt của các con cá thường nó hơi bị lồi lồi ra, và đây là cái phần khối dài để tạo ra cái phần vây của con, vây của con cá. Một chút vây lưng được không nhỉ? Một chút vây lưng và khối hộp của chúng ta nhỏ nhỏ rồi. Ok, vậy là cô Hải Yến đang có cái khối hộp của con cá. Chán vẽ cá theo kiểu dạng bình thường rồi, chúng ta sáng tạo cá từ những cái như thế này, được chưa ạ? Và khi các bạn nắm chắc cái phần khối này, về sau các bạn vẽ sẽ cực kỳ sung sướng, bởi vì là chúng ta hiểu mọi thứ từ cơ bản trở đi mà, đúng không? Nào, lại nếu như ánh sáng hắt vào từ đây, cô Hải Yến sẽ quyết định cho cái này nó là tối nhất, thì cô Yến sẽ gạt tối ở đây, rồi đến gì nhỉ? Rồi đến trung gian, rồi đến gì nhỉ? Sáng hơn. Vậy thì sát cái tối như cô đã nói sẽ là cái gì? Sát cái tối sẽ là cái sáng. Cho nên cô sẽ gạt qua một chút ở đây thôi.
Cái này sẽ là cái trung gian. Và cái này sẽ là cái tối hơn. À, cô Hải Yến lại còn có những cái bài về hướng dẫn cách cầm bút như thế nào để vẽ đẹp rồi nhá. Cho nên là cô đã hướng dẫn rất kỹ. Xin mời các bạn nếu có quên thì xem lại, hoặc là nếu chưa được biết thì hãy lục lại những video trước để xem cho cô nhá. Màu đậm. Đó. Vậy thì cái ở đây sẽ phải là tối đi một chút. Ở trong này sẽ tối hơn. Trung gian và sáng. Phần phía trên này sẽ là cái sáng, nhưng nó bị cái bóng ở đây hát vào, cho nên nó sẽ tối đi một chút. Và phần ở đây sẽ tối. Trung gian. Ô, vậy là rất nhanh chóng. Cô Hải Yến đang có một con cá từ gì đây nhỉ? Con cá của cô từ hình gì đấy? Từ hình cối bình thường mà thôi. Và nó sẽ thú vị hơn rất nhiều chứ, đúng không ạ? Nào, vậy thì nếu như con cá của cô mà từ hình chóp này thì cũng hiển nhiên rất là dễ. Cô sẽ chỉ vẽ hình ra đây và cô sẽ nhờ các bạn hãy sáng tạo cho cô nhé. Đầu con cá. Tiếp tục cô Yến sử dụng kết hợp mắt con cá là hình cầu đi. Mắt con cá là hình cầu. Và đuôi của con cá cũng lại là một hình chóp nhọn nữa đi. Nhưng chóp ở đây nó sẽ hơi cụt đi một chút chẳng hạn. Đó. Được chưa ạ? Và phần vây con cá cô Yến sẽ cho là hình chữ nhật vào đi. Ờ, không phải hình chữ nhật, cô Yến nhầm. Là một hình khối bình thường đi. Và cái phần vây bên kia. Ok. Các bạn đã nhìn thấy ra một con cá chưa? Đúng không ạ? Rất là hay đúng không ạ? Bạn Ngọc Diệp đang xem cô Hải Yến vẽ. Ngọc Diệp cảm nhận là cách vẽ này có thông minh không? Có thú vị không? À, rất là thú vị đúng không? Vậy thì khi mà Ngọc Diệp thân yêu của cô, Ngọc Diệp học cô từ hồi 4 tuổi và bây giờ Ngọc Diệp 8 tuổi rồi á, thì Ngọc Diệp lại vẽ rất là chắc tay đúng không? Những cái thời gian mà Ngọc Diệp mệt khi học bài này, hay là lúc mà Ngọc Diệp buồn này, thì Ngọc Diệp có thể là nhớ lại những bài cô Yến chia sẻ trên video, cũng như là khi được học cô trực tiếp, để Ngọc Diệp có thể là cân bằng cuộc sống được tốt hơn nhé. Có những cái cảm xúc được vui hơn nhé. Đồng ý không nhỉ? À, vậy là con cá của cô từ cuối cầu, từ cuối này.